Hôm nay mình sẽ nói đến một vấn đề nó có giá trị cực kỳ to lớn. Nó là một cái gia tài á. Nó to, nó lớn lắm mà nhiều bạn không nhìn ra. Đó như một kho báu á. Kho báu mà nếu mà mình biết xài á là cái đời sung sướng mà nhiều bạn không nhận ra mà coi nó thứ như rác rưởi á, không đáng đồng xu cắt bạc nào hết á. Đó là niềm tin, đó là sự uy tín của mỗi bản thân chúng ta. Các bạn thấy không, nhiều đại gia, nhiều người giàu, người ta phát lên là nhờ cái gì? Tiền bạc có sẵn không? Có, đúng không? Điền cướp không phải, cha mẹ để lại một phần nhỏ, mà quan trọng người ta có được một cơ ngơi giàu có, một gia tài đồ sộ. Đó là người ta có cái uy tín, có cái niềm tin cho đối với mọi người. Các bạn thấy không? Niềm tin của người ta, sự uy tín của người ta đáng giá trăm tỷ, ngàn tỷ. Mà nhiều bạn á, một niềm tin của mình mà đi bán rẻ vài triệu bạc, thậm chí vài ký cà phê. Các bạn thấy không? Các bạn đi bán một gia tài đồ sộ vậy á, mà thu lại những cái vật chất rất là nhỏ nhoi. Các bạn thật sự, những bạn mà đi bán niềm tin kiểu đó thì mình bảo đảm các bạn cái đời ngóc đầu lên không nổi. Cái đời á là chỉ là thứ bằng cùng xã hội thôi, chứ không bao giờ mình dám kế luôn á, không bao giờ mà khá nổi á. Mình lấy ví dụ nè, đúng không? Nếu mà bạn lỡ may á, bạn làm ăn mà chung làm ăn á, không ai mà dám khẳng định chúng ta thành công liền và chúng ta giàu cả đời. Đôi khi lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Một mai nếu bạn xe cơ thất thế, các bạn tan gia bại sản á, đúng không? Nếu mà trong quá trình trước đó bạn sống á, uy tín, niềm tin của bạn đối với người ta á tràn đầy, thì lỡ mai này á mình xe cơ thất thế, thì ví dụ một người bạn, một người đối tác của mình, vì thấy mình trước khi mình sống đàng hoàng tử tế, có thể người ta giơ tay, người ta níu mình lên, người ta mình cho mình mượn vốn, mượn tiền để làm ăn, và mình đổi đời phát một. Mình có nghe, như ví dụ mình nghe câu chuyện đại gia Lê Ân á, ở Bà Rịa Vũng Tàu á, hồi xưa ổng lên voi xuống chó, đôi khi nhiều lúc không còn đồng xu cắt bạc nào hết á, không gây dựng lại bàn tay trắng. Mà tại sao giờ ổng là đại gia ở Vũng Tàu? Tại vì người ta sống như thế nào đó, khi mà lỡ khi ổng xa cơ thất thế á, thì có bạn bè anh em đối tác người ta cho mượn tiền để mà bước lên, đúng không? Các bạn thấy không, giá trị của niềm tin như thế nào? Ví dụ như là mình làm ăn, mình uy tín, tạo sự tin tưởng, người ta có thể cho mình vay tiền, cho mình nợ nần. Các bạn thấy giá trị không? Trong lúc mình kẹt á, cái số nợ đó, số tiền đó, nó giúp cho mình rất là nhiều, mình xoay sở rất là nhiều, cho mình bước lên. Mình nói bản thân mình nè, đừng nói xe đó. Khi xưa á, mình mới khởi nghiệp cà phê á, rất là túng thiếu đủ đường hết á, cái gì cũng thiếu. Hồi xưa mới khởi nghiệp á, giá trị niềm tin của mình, giá trị của sự uy tín của mình có vài chục ít cà phê thôi. Nhưng bây giờ các bạn biết giá trị nó tăng lên biết bao nhiêu lần không? Hàng tấn cà phê. Cứ nghĩ là hồi xưa người ta mình mua nợ, người ta cho mình chục vài chục ký cà phê à, người ta không cho nợ nhiều, sợ mình không có khả năng trả, hoặc là mình không có trả, đúng không? Nhưng mà giờ alo một cái, vài tấn cà phê chở tới tận xưởng, tiền bạc tính sau. Các bạn thấy không? Đó là cái giá trị to lớn, nên các bạn phải gìn giữ, ô bế thật cẩn thận, đừng có phí phạm nhé. Rồi các bạn sẽ hối hận, cho mà coi. Cái chỗ mà đại lý bán đậu, bán kè cho mình á, người ta cho mình nợ từng túm kè, từng túm đậu á. Rồi mình về, mình rang, mình bán. Rồi mình cứ bồi đắp xây dựng từ từ lên, để có được ngày hôm nay. Nếu mà mình tào lao á,
Mình mà mua nợ kè đậu người ta mình không trả tiền cũng đúng hẹn á, thì lần sau ai ai cho mình nợ mình mua nợ nữa, rồi làm sao mình đi đâu mình cũng hứa hẹn rồi mình lừa đảo người ta, rồi sau này ai tin mình nữa. Và sau này hiện tại thì nếu mà mình đi lừa đảo hoài thì chắc không có mình ngày hôm nay, các bạn thấy không? Chỉ cần cái niềm tin thôi, mình sử dụng uy tín thôi, giờ gia tài mình tạo lên nói không phải khoe nhưng mà đáng giá hàng tỷ, các bạn thấy không? Mà mình lại nhỏ nhoi thôi, lăm cơm thôi, còn nhiều người hàng ngàn hàng trăm tỷ nữa từ cái niềm tin mà ra. Nên các bạn, mình thấy các bạn có nhiều bạn rất là còn rất trẻ mà đi mà bán cái niềm tin của mình để kiếm được vài triệu, rồi cái giàu không hả? Cái giàu không chẳng qua rồi ăn xài đó rồi cũng cũng hết thôi, mình thấy rất là bèo. Mình á chưa bao giờ đi cầm cố, chưa bao giờ đi bán niềm tin, mình để đó mình bồi đắp, và giá trị niềm tin, giá trị của sự uy tín mình càng ngày nó càng nhiều, nó như một cái sự tích lũy á, như của để dành á, sau này mình cần mình xài thì sẽ huy động được một số tiền rất là lớn, phải rất cực lớn. Nên giờ mình ý thức được mình không bao giờ đem đem xài, đem cầm cố cái niềm tin mình đó đó. Mình phải tích lũy để dành. Bạn đầu tư bất động sản, bạn gửi ngân hàng, đúng không? Lợi nhuận giá trị nó tăng. Nhưng mà không bao giờ nó tăng một cách khủng bố khủng khiếp bằng bạn tích lũy cái niềm tin đó đó. Mình dám đảm bảo các bạn, cái vấn đề này chưa có cái ông diễn giả này, ông thầy nào chỉ cho bạn hết đó. Nhưng mà hãy làm theo và nhớ là mình nói coi, nếu bạn tích lũy được cái niềm tin rồi sau này một ngày nào đó bạn đem cái niềm tin đó bạn đi xài, bạn đó nói đời bạn không thể nào mà mạt được. Cuộc đời bạn á, bảo đảm á, khi bạn tích lũy niềm tin bạn giàu có, uy tín bạn giàu có đó, đời bạn số hưởng. Nên đó, mình nhắn gửi các bạn, những cái mà không có đáng đó, thì đừng nên làm, đừng đem bán rẻ cái niềm tin, sự uy tín của mình, nó quá giá bèo bọt rồi ai cũng xem thường mình. Đi đâu cũng hứa hẹn, đi đâu cũng muốn ăn người ta, đi đâu cũng muốn lừa đảo, rồi đến một ngày nào đó chính người thân, anh chị em, bà con, cô bác, thậm chí cha mẹ mình không tin mình, niềm tin của mình không đáng một xu, không đáng một cái gì rách, thì làm sao các bạn ngóc đầu lên nổi? Thì cuộc đời các bạn á chỉ là một thứ cặn bã xã hội, đúng không? Nên các bạn nào á lỡ rồi á còn dớt dát được á thì bỏ đi để mà làm người. Đừng có thêm những cái vặt vãnh, đừng có sướng cái miệng trước mắt mà tổn hại những cái lợi ích lâu dài sau này. Bạn thấy mình nói đúng không? Đúng thì còn biết chia sẻ cho thầy nữa, đúng không?